sân chơi boomerang. Scooby, cậu đã cứu tớ. Cậu là người bạn tuyệt nhất. Đó là Bunny Killer. Bunny Killer là bạn tôi. Khoan, Bunny Killer là ma cà rồng. Ai cũng cần một người bạn thân. Scooby-Doo kia, đó là Bunny Killer. Càng dễ thương càng tốt. Scooby, dễ thương quá. Tớ là chú chó dễ thương nhất. Chắc chắn rồi. Đón xem Scooby-Doo và chú thỏ Bunny Killer được chiếu nối tiếp từ 11 giờ sáng hàng ngày trên Boomerang. Hãy chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu mới. Tuyệt vời, rất ấn tượng phải không? Những tình bạn ấm áp. Các cậu biết từ tình bạn có chữ gì không? Chữ chúng ta. Và niềm vui bên cạnh người thân. Những lúc gia đình bên nhau là lúc ta cảm thấy hạnh phúc nhất, cho dù ta đang ở đâu hay làm gì đi nữa. Đón xem Barbie, những cuộc phiêu lưu ở ngôi nhà mơ ước trên Boomerang. Drop the beat. We got the hottest shows this summer. We'll bring the best premieres like no other. We stay marathon showing all summer long. Weekend movies will make you smile, go on. Yeah, we got the best summer ever. Yeah, we got the best summer ever. Every day from 11 a.m. on Cartoon Network. This is the best summer ever. Gửi chú Kiểm Lâm. Chú cháu đã đến Trung Quốc. Chú cháu dùng phương tiện địa phương để đi lại, gặp gỡ những người bạn mới ở những nơi không ngờ tới và chia sẻ rất nhiều món ngon. Chú đừng lo, chú cháu rất hòa thuận. Ước gì chú cũng ở đây. Đón xem Gấu Xám và Những Chú Chuột Lemmy với các tập phim mới vào 2:30 chiều các ngày cuối tuần trên Boomerang. Tớ đã cười vỡ bụng. Tớ muốn xem nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào 3 giờ chiều ngày mai ở sân chơi Boomerang nhé. Tiếp theo sẽ là chương trình Tom và Jerry trên Boomerang. Are you from Earth? We are. An all new show, Elliot from Earth on Cartoon Network. Đây là Mai, một chú chó bình thường như bao chú chó khác. Nhưng khi chủ nhà đi vắng, cậu phải đối đầu với Freddy và Mercury, hai tên trộm gấu mèo. Mai phải bảo vệ ngôi nhà bằng mọi giá, nhưng điều này chẳng dễ dàng một chút nào. Cậu không phải chó giữ nhà xuất sắc. Hãy đến và tham gia những cuộc phiêu lưu của Mai Dũng Mãnh trên Boomerang. Chào các bạn, chúng mình cùng nấu ăn nhé. Chúng ta sẽ làm món táo tuyết thi. Bạn sẽ cần đến những trái táo, sô-cô-la trắng, cam thảo, bột đường trắng, đỏ và xanh và màu thực phẩm vàng. Đun chảy sô-cô-la trắng bằng lò vi sóng trong 40 giây, sau đó trộn với màu thực phẩm để làm bộ lông vàng của tuyết thi. Bây giờ phủ sô-cô-la lên trái táo. Bạn có thể dùng thìa nếu muốn. Trong lúc đợi sô-cô-la cứng lại, lấy hai cục bột đường trắng nhỏ để làm mắt và thêm hai cục bột nhỏ màu xanh để làm con người. Nặn một hình tam giác nhỏ màu đỏ để làm mỏ của 3D. Bây giờ chúng mình sẽ trang trí, gắn các bộ phận vừa làm vào quả táo, lấy một ít cam thảo, rồi cắt thành màu nhỏ để làm lông mi. Ngon quá đi mất. Bây giờ các bạn có thể tự làm rồi. Đón xem nhiều công thức nấu ăn thú vị trên Boomerang nhé. Tôi chẳng nhớ lần cuối mình cầm cái điều khiển là khi nào nữa. Được rồi, cứ bật lên đi. Tôi không xem chương trình ứng ở này đâu. Xem thử đi, vui lắm. Mối quan hệ của họ cứ như là hình ảnh phóng đại của chúng ta vậy. Tôi đã nhầm về chương trình này. Đúng là rất hay, vui vẻ và rất phù hợp. Đón xem Mèo Tom Biết Nói và Những Người Bạn trên Boomerang. Are you ready to have the best summer ever? This is it! Whoa! Let Cartoon Network show you how you can transform every corner of your house into an awesome home adventure. Boy, oh boy, this is gonna be great! Explore more than 150 activities across 5 themes
with all your favorite Cartoon Network characters. And that's not all. It isn't? Nope. The Lock E rewards through digital challenges. Now, where were we? What's even cooler? You can win exclusive prizes and get featured on TV. Fame and fortune. Embark on your home adventure now. So cute, right? And don't forget to stay tuned to Cartoon Network all summer, every day from 11 a.m. and on HBO Go. Chào các bạn, đến giờ nấu ăn rồi. Cùng xem công thức làm món bánh kẹo mút ngon lành nào. Bạn sẽ cần đến cả hai loại bánh sô-cô-la và bánh vani, sô-cô-la trắng, bơ sô-cô-la, que để cắm, mứt, màu thực phẩm tùy thích, hạt kẹo và cốc giấy. Đầu tiên, dùng tay bóp vụn bánh sô-cô-la. Cho bơ sô-cô-la vào bát và trộn đều với bánh. Làm tương tự với bánh vani và mứt. Nặn những quả bóng tròn nhỏ và cắm vào que để làm kẹo mút. Làm tan chảy sô-cô-la trắng bằng lò vi sóng trong 40 giây, rồi trộn với màu thực phẩm. Sau đó nhờ người lớn nhúng que kẹo vào sô-cô-la để bạn rắc hạt kẹo đủ màu lên đó nhé. Đợi kẹo khô là có thể ăn được rồi. Các bạn cùng theo dõi Boomerang để biết thêm nhiều công thức nấu ăn thú vị như thế này nữa nhé. Đây là những điều bạn cần biết về cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng khủng long. Chào mừng tới Bedrock, thành phố được xây dựng bằng đá và ngập tràn khủng long. Đây là Bam Bam Rubber. Cậu ấy siêu khỏe và đi khắp nơi với cây gậy của mình. Nhìn thấy thứ gì cậu ấy cũng đập phá. Nhưng Bam Bam không chỉ đập phá, cậu ấy còn ăn rất nhiều. Dino. Này, Bam Bam còn có một kỹ năng nữa, đó là chui đầu vào rắc rối. Tớ muốn nữa. Bam Bam đừng. Không 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 không. Cùng đón xem Bam Bam trong cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng khủng long trên Boomerang. Xin chào, tớ là Billy, cún con đáng yêu của Boomerang. Tớ sẽ chơi cùng các bạn trên sân chơi Boomerang nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau xem những chương trình yêu thích. Chạm tay với tớ nào. Cùng xem đó là những chương trình gì nhé. Có vẻ như biệt đội sư thú và Tom biết nói, siêu anh hùng sẽ có mặt để giải cứu. Kiểu Sean muốn nghĩ ra trò mới, giống như tớ. Có lẽ chúng ta sẽ vui vẻ một chút với giai điệu ngốc nghếch thời thơ ấu. Tớ muốn chơi với tất cả các bạn ấy. Mush Mush và những người bạn của cậu ấy thực sự yêu quý khu rừng của mình. Chúng ta cùng đi phiêu lưu với họ nhé. Tớ cũng rất háo hức được khám phá xứ sở thân thiện với Alice và Louis. Không biết ở đó đồ ăn có ngon không? Tớ là chú cún may mắn nhất. Hẹn gặp các bạn ở sân chơi Boomerang từ 3 giờ chiều hàng ngày. Chúng mình sẽ cùng nhau xem phim nhé. Chào các bạn, bây giờ chúng mình sẽ nấu ăn. Xin giới thiệu với các bạn công thức làm Taz bằng trái lê. Bạn sẽ cần trái lê, sô-cô-la sữa, sô-cô-la trắng, bột đường hồng, trắng, đỏ và gel tạo một thực phẩm màu đen. Đầu tiên, làm chảy sô-cô-la trắng và sô-cô-la sữa bằng lò vi sóng trong 40 giây. Hãy nhờ người lớn giúp cắt bỏ đầu trái lê nhé các bạn. Tiếp theo, từ từ nhúng trái lê vào sô-cô-la trắng để làm bụng của Taz. Sau đó, dùng dĩa để phủ phần còn lại của trái lê trong sô-cô-la sữa để làm bộ lông của Taz. Trong lúc đợi sô-cô-la cứng lại, lấy hai cục bột đường trắng nhỏ để làm mắt. Và dùng bột màu đỏ để làm cái miệng rộng tinh nghịch của cậu ấy. Thêm một màu nhỏ màu hồng để làm lưỡi và hai hình tam giác nhỏ màu trắng để làm răng. Bây giờ gắn những thứ vừa làm vào trái lê thôi. Đợi bột khô, chúng ta sẽ vẽ con người và chiếc mũi bằng gel màu đen. Đừng quên gắn đôi tai màu hồng của cậu ấy nhé. Trông rất ngon phải không nào? Các bạn hãy cùng theo dõi Boomerang để biết thêm nhiều công thức nấu ăn thú vị như thế này nữa nhé.
Angelo là cậu bé mưu trí. Cậu luôn có cách để thoát khỏi rắc rối. Kế hoạch lần này không thể thất bại. Và để tham gia các trò thú vị, cứ dành thời gian đi. Như thế này. Hoặc trò này. Và thậm chí là trò này nữa. Tớ vẫn nói giấc mơ luôn trở thành sự thật. Đón xem Angelo lanh trí trên Boomerang. Tiếp theo là Taffy trên Boomerang. Đây là những điều bạn cần biết về cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng khủng long. Chào mừng tới Bedrock, thành phố được xây dựng bằng đá và ngập tràn khủng long. Đây là Pebble Flintstone, một họa sĩ tài năng, một nhà khoa học cũng tài năng không kém. Tôi là nhà phát minh. Chạm rồi nhé, chạm. Cô ấy thích tìm hiểu về những loài mới. Cậu là sinh vật gì? Tôi là khủng long văn. Tuyệt vời, chạm nhé. Pebble sống ở Bedrock, nhưng thường xuyên có mặt ở Wildcrab. Khi họ bảo chúng ta đến Crab, nơi này đúng như tớ hình dung. Các sinh vật ở Crab rất hâm mộ cô bé. Mọi người ơi, đây là Pebble Flintstone. Thật vinh dự khi được nhận ra với tư cách là nhà khoa học nổi tiếng. Con gái của Fred Flintstone. Cùng đón xem Pebble trong cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng khủng long trên Boomerang. Hmm.